Kinh Kim Quang Minh quyển 4 phẩm 16. Trưởng giả Lưu Thủy. Phật bảo Thọ Thần Thị Nữ Thiên rằng: lúc bấy giờ trưởng giả Lưu Thủy ở trong nước Vô Thiên Tự Tại Quang, chữa lành tất cả bệnh khổ chúng sinh, khiến cho thân thể an vui khỏe mạnh. Vì được lành bệnh nên cùng nhau làm nhiều việc phước thiện, tu hành bố thí, tôn trọng cung kính vị trưởng giả này. Và đều nói rằng: lành thay trưởng giả, ngài đã hay làm nhiều việc phước đức, lợi ích chúng sinh không thể nghĩ lường, và được sống lâu, thật sự đáng là vua trong y giới, giỏi trị vô lượng trọn bệnh chúng sinh. Chắc ngài là một Bồ Tát hóa thân, nên thông hiểu đủ phương thuốc như vậy. Này thì nữ Thiên, trưởng giả lúc ấy có vợ tên là Thủy Không Long Tạng, sinh hai người con. Người con thứ nhất tên là Thủy Không, người con thứ hai tên là Thủy Tạng. Ghế trưởng giả dẫn hai người con chu du khắp nơi, đi từ thành thị đến chỗ thôn quê, sau cùng đi đến một cái đầm lớn. Giữa khoảng đồng rộng, trưởng giả thấy các thú vật, đều là cọp beo, chồn, chó, chim quạ, phần nhiều là những loài thú ăn thịt. Vừa thấy bóng người thì những thú ấy kéo nhau bỏ chạy. Lúc ấy trưởng giả nghĩ rằng: tại sao những cầm thú này kéo chạy như vậy? Ta hãy đuổi theo để xem chúng làm gì cho ấy. Nghĩ như vậy rồi, trưởng giả đuổi theo. Đi một lúc thì thấy có một cái ao, trong ao nước cạn. Trưởng giả thấy cá giải giụa trong vũng nước cạn, xin lòng thương xót. Bây giờ các vị Thọ Thần thị hiện nửa thân mình, nói rằng: lành thay đại thị nam, những con cá này thật đáng thương lắm. Ông nên cho nước để cứu chúng đi. Chính tên ông là trưởng giả Lưu Thủy. Có hai lý do mà ông được mang tên là Lưu Thủy. Những gì là hai? Một, thường hay khai thông dòng nước. Hai, cho nước để cứu chúng sinh. Vậy ông nay nên theo cái tên ấy để mà xác định cái hạnh chân thật. Lúc ấy trưởng giả hỏi vị Thọ Thần: số cá này được chừng độ bao nhiêu? Thọ Thần đáp rằng: số ấy 10.000. Này thì nữ Thiên, lúc bấy giờ ông Lưu Thủy nghe nói số lượng như thế, lại càng thương tâm. Này thì nữ Thiên, lúc ấy gặp trời nắng gắt cao, mà nước trong ao lại còn quá ít, nên 10.000 cái sắp bị chết, dãy dụa trong vùng nước. Khi thấy trưởng giả trên bờ nhìn xuống thì cả bầy đều hướng về phía ông, và như tỏ lòng thiết tha cầu cứu, nên cứ chăm chú về phía trưởng giả nhìn mãi không thôi. Bây giờ trưởng giả chạy quanh tìm nước, nhưng tìm không có. Là trong đằng xa thấy cây đại thọ, liền chạy đến đó, bẻ lấy nhánh lá đem trở lại chia cho bầy cá ấy, đỡ bớt nóng bức. Rồi lại đi tìm dòng nước trước giờ phát xuất từ đâu. Đi khắp bốn phương nhưng không tìm ra được chỗ có nước. Càng đi xa hơn, tìm đến một nơi bỗng thấy con sông tên là Thủy Sinh. Lúc ấy lại có những người ác khác vì muốn bắt đàn cá đó, nên ở vùng thượng liêu lựa chọn hiểm yếu, phá vỡ bờ đê không cho nước xuống. Trưởng giả nghĩ chỗ đê bị phá hiểm trở có đắp, dự tính đắp lại mất 90 ngày, 100.000 dân công, và không thể thành mối thành của một mình ta. Bây giờ trưởng giả liền chạy trở về đến chỗ đại dương, cung kính lạ bái, rồi đứng một bên chắp tay thưa vua và trình bày sự việc như thế này: tôi là người dân trong nước đại vương, đi khắp đó đây chữa các bệnh giúp cho đồng bào. Đến vùng nọ bỗng thấy một cái ao có 10.000 cá, nước quá khô cạn vì trời nắng gắt, hiện bị khốn ách, không lâu nữa đàn cá sẽ chết. Xin đại vương vui lòng cho mượn 2.000 thớt voi để đi chợ nước cứu số cá ấy, cũng như tôi đã từng cứu chữa các kẻ bệnh nhân. Lúc ấy đại vương liền sắc một vị đại thần mau mau đem voi cung cấp. Đại thần vâng theo sắc lệnh của vua, nói với trưởng giả: hay thay đại sĩ, bây giờ ngài có thể tự tiện đi đến chuồng voi, tùy ý chọn lấy để làm những việc lợi ích chúng sinh cho được mãn nguyện. Bây giờ trưởng giả và hai con đem 20 tớt voi đến nhà những người ở chung quanh thành, tìm mương đồ đựng chứa nước, liền đi đến sông gần chỗ bề đê, lấy nước nhanh chóng cho voi trở về đến chỗ ao kia. Những đồ chứa nước từ trên lưng voi lần lượt hạ xuống, đổ vào trong ao, đầy lại như xưa. Gái trưởng giả đi quanh trên bờ, thông thả nhẹ nhàng. Bầy cá ấy cũng sung sướng bê theo chung quanh bờ ao. Trưởng giả lại nghĩ: những bầy cá này tại sao lại cứ bơi đi theo ta? Chắc chúng bị đói nên muốn đòi ăn. Thôi để ta sẽ tìm thức ăn cho. Này thì nữ Thiên, Bây giờ Lưu Thị bảo ông con ông rằng: Có đem một thớt voi lớn mạnh nhất về nhà và thưa với ông nội rằng: Trong nhà có những thứ gì ăn được, kể cả phần ăn của cha mẹ cho đến phần của vợ con tôi tớ, dồn hết tất cả bỏ lên lưng voi, rồi con chở nhanh ra đây. Khi ấy hai con nghe lời cha dạy, cởi thớt voi lớn về nhà, yêu theo những lời nói trên thưa với ông nội. Rồi hai người con thâu lấy vật thực, chở gấp ra ao. Khi trưởng giả thấy hai con trở lại hết sức vui mừng, vừa đến bên con mà lấy vật thực tung vãi xuống ao cho cá ăn xong, ông liền tự nghĩ: Ta nay đã cho số cá này ăn no đủ rồi, thì đời sau ta sẽ bố thí pháp thực. Ông lại nghĩ rằng: Trước ta từng nghe một vị tỳ kheo ở chỗ Thanh Vãn đọc tụng kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Trong kinh nói rằng: Nếu có chúng sinh trong lúc lâm chung được nghe danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, liền sinh cõi trời. Ta nay sẽ vì 10.000 cá này nói pháp 12 nhân duyên sâu xa và xương danh hiệu Đức Phật Bảo Thắng. Bây giờ ở cõi Nam Diêm Phù Đề có hai hạng người: một hạng thông tính Đại Thừa Phương Đẳng, hạng thứ hai lại thường hủy bán, không xin lòng tin, nên trưởng giả nghĩ: Ta sẽ lặn vào trong nước, vì số cá này nói pháp thâm diệu. Suy nghĩ như thế rồi liền lặn xuống ao, nói như thế này: Nam mô Quá Khứ Bảo Thắng Như Lai, ứng cũng như biến tri, minh hạnh túc tiện tề thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bảo Thắng Như Lai thuở xưa, trong khi tu hành Bồ Tát, tự nguyện rằng: Nếu có chúng sinh nào ở 10 phương cõi đến lúc lâm chung nghe danh hiệu ta, sẽ khiến chúng ấy sau khi mạng chung liền sinh cõi trời thứ 33. Rồi thì trưởng giả là vì số cá ấy, do nó pháp thậm thâm vi diệu 12 nhân duyên, do minh duyên hành, rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc tiếp tục duyên đến lục nhập duyên xúc, xúc lại duyên thọ, thọ lại duyên ái, ái lại duyên thủ, thủ duyên đến hữu, hữu lại duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. Này thì nữ tiên, lúc ấy Lưu Thủy và hai người con thuyết pháp xong rồi liền trở về nhà. Sau đó nhà ông khách khứa tụ hội, ăn uống nhộn nhịp, mỏi mệt ngủ say. Đêm ấy trời đất bỗng nhiên rúng động, 10.000 con cá cùng mạng chung một ngày. Những con cá ấy sau khi mạng chung sinh lên cõi trời và thành 10.000 vị tiên tử. Những vị tiên tử ấy cùng nghĩ rằng: Chúng ta cho những nhân duyên tiền nghiệp gì mà được sinh cõi đau lợi này? Các vị tiên tử ấy lại bảo nhau: Chúng ta trước kia ở cõi Diêm Phù đọa lại súc sinh, bị làm thân cá, nhờ có trưởng giả Lưu Thủy cho nước và cho đồ ăn. Lại còn vì chúng ta thuyết pháp 12 nhân duyên sâu xa và xưng danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, do nhân duyên ấy nên khiến chúng ta được sinh lên cõi trời đau lợi này. Vậy nên chúng ta nay phải đến chỗ trưởng giả cúng dường để báo ân xưa. Bây giờ 10.000 vị tiên tử từ cung trời đau lợi xuống cõi Diêm Phù đến nhà thầy thuốc trưởng giả Lưu Thủy. Khi ấy trưởng giả đang ngủ trên lầu, 10.000 tiên tử đến 10.000 chủ ngọc, trân châu và chủ anh lạc, ông ánh đẹp đẽ của cõi trời để trên đầu trưởng giả, rồi lấy 10.000 để ở dưới chân, 10.000 chuỗi để bên tay phải và 10.000 chuỗi khác để bên tay trái. Lại đại rất nhiều hoa mạng Đà La, đại mạng Đà La ngập đầy đến gối, tấu các nhạc trời, âm thanh nhiệm màu. Trong cõi Diêm Phù có kẻ nào ngủ cũng phải thức dậy. 10.000 thiên tử ở trên hư không bay đi qua lại. Trong nước của vô thiên tự tài quan, chỗ nào cũng có rải hoa sen đẹp trên cõi trời. Các vị thiên tử ấy lại đi đến chỗ ao nước kia rải hoa, xong rồi ở đó biết về cung trời đau lợi, tùy ý tự tài hưởng thọ khoái lạc ở trên cõi ấy. Ở tại Diêm Phù, sáng hôm sau vua thiên tự tại quan hỏi các đại thần: Đêm qua chuyên gì ra điềm lạ, sáng rực khắp cả hư không như vậy? Đại thần đáp rằng: Tâu đại vương hay, các vị thiên tử ở cung trời đau lợi đã đến nhà ông trưởng giả Lưu Thủy để 40.000 trân châu, anh lạc và rải các thứ hoa mạn Đà La không thể kể xiết kể. Nhà vua liền bảo vị đại thần rằng: Khanh nên đi đến nhà của trưởng giả, khéo léo thăm hỏi và mời ông ấy đến đây cho ta. Đại thần nghe lệnh liền đi đến nhà trưởng giả Lưu Thủy, nói những điều vua đã chỉ dạy và mời trưởng giả đến để cho vua gặp. Khi đó trưởng giả liền đến chỗ vua. Vua hỏi trưởng giả: Vì nhân duyên gì hiện điềm như vậy? Trưởng giả đáp rằng: Tôi biết chắc là 10.000 con cá đã chết cả rồi. Nhà vua bảo rằng: Bây giờ có thể cho người điều tra hỏi thử sự thật thế nào. Đoàn giả Lô Thủy liền sai con ông đến chỗ ao kia xem đàn cá chết sống thế nào. Bây giờ người con nghe lời cha dạy đến chỗ ao kia. Khi đến nơi, thấy trong ao có nhiều hoa mang đà la chất dồn thành đống. Cái ở trong ao đều chết hết cả. Xem xong liền về thưa với người cha, những con cá ấy đều đã chết thật cả rồi. Bây giờ Lưu Thị biết rõ sự thật liền đến chỗ vua thưa với vua rằng 10.000 cá ấy đều đã chết cả. Vua nghe như thế xin tâm vui vẻ. Bây giờ Thế Tôn Bảo cùng thần cái đào tràng Bồ Đề. Này thì nữ thiên, trưởng giả Lưu Thị lúc ấy chính là thân ta đây. Trưởng giả Thủy Không nay là La Hồ La. Thứ tử Thủy Tạng nay là A Nan. 10.000 con cá trong ao ấy nên là 10.000 vị thiên tử này. Nên nay ta vì các vị ấy mà tọa ký sẽ thành chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Còn vì thọ thần hiện nữa thân xưa, nay là thân ngươi. Phẩm 17 xả thân. Bây giờ thần cái đạo tràng Bồ Đề là bạch: Kính bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn về tổ quá khứ tu đạo Bồ Tát, chịu đủ trăm ngàn khổ hạnh không lường, bỏ cả thân mạng, máu thịt xương tủy. Xin nguyện Thế Tôn vì sự lợi ích an lạc chúng sinh, nói những nhân duyên khổ hạnh như xưa kia. Bây giờ Thế Tôn liền hiện thần túc. Vì do thần túc khiến cả đại địa sắp có chấn động. Tại đại giảng đường ở giữa chúng hội có tháp 7 báu từ đất hiện lên. Cái thứ 7 báu vũ trang trang nghiêm. Lúc ấy đại chúng thấy vậy nên sinh tâm hoan hỷ, cho là hy hữu. Thế Tôn liền từ pháp tòa đứng dậy cung kính lễ bái dạo quanh tháp ấy, xong rồi trở lại pháp tòa an tọa. Khi ấy thần cái đạo tràng Bồ Đề bạch Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai là bậc thế hùng, xuất hiện ở đời, thường được tất cả cung kính. Đối với các chúng sinh, Phật là một đấng tối tôn, tối thắng. Nhưng vì lẽ nào lại bái tháp này? Phật liền bảo: Nay thì nữ thiên, từ ít xưa, khi ta tu đạo Bồ Tát sẽ lợi thân ta để nơi tháp này. Vì do thân ấy khiến ta sớm thành chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông có thể mở tháp lấy xá lợi ra cho đại chúng xem. Xá lợi ấy chính là cho lượng công đức, là huân tập của 6 ba la mật. A Nan nghe lời Phật bảo thế rồi liền đến chỗ tháp, là bái cúng dường mở cửa tháp ấy. Ta ở trong tháp có hộp 7 báu, mở hộp ra xem, trông thấy xá lợi màu hồng trắng đẹp. Liền bạch: Kính bạch Thế Tôn, xá lợi trong đây trắng, sắc hồng trắng đẹp. Phật bảo A Nan: Ông hãy đem lại đây, đó là chân thân đại sĩ. Khi ấy A Nan liền bấn hộp báo đem đến chỗ Phật, dâng lên Thế Tôn. Bây giờ Phật bảo tất cả đại chúng: Các người nên nên lễ xá lợi này. Xá lợi đó là do giới, định, tuệ, huân tu kết thành, là thứ phước điền tối thượng rất khó có thể có được. Bây giờ đại chúng nghe Phật dạy thế, tâm hồn vui vẻ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng chắp tay kính lễ xá lợi đại sĩ. Khi đó Thế Tôn vì muốn dứt trừ sự nghi ngờ của đại chúng nên nói nhân duyên xa xưa của xá lợi này. Này ông A Nan, ở đời quá khứ có vua tên là Ma-ha-la-đà, tu hành thiện pháp, khéo trị nước, không có thù địch. Vua ấy sinh được 3 người con trai chúng nhóm đoan chánh, tướng mạo khác thường. Oai đức bậc nhất, thái tử thứ nhất tên là Ma-ha-ba-na-la, vị thứ tên là Ma-ha-đề-bà, vị nhỏ tên là Ma-ha-thác đỏa. Ba vị vương tử này đi du ngoạn trong các khu rừng, lần lượt đi đến một rừng trúc lớn, xe giá dừng nghỉ. Dương tử thứ nhất nói với hai em: Nay anh nay trong lòng có phần lo sợ, không biết ở trong rừng này sẽ có bị những điều gì suy tổn hay chăng. Vương tử thứ hai lại nói rằng: Em nay không hề tiếc thân mạng mình, nhưng vì xa lìa tình thân ái nên có sự lo buồn. Dương tử thứ ba lại nói rằng: Em nay không sợ cũng không lo buồn, vì chỗ núi rừng vắng vẻ thanh tịnh, thần tiên khen ngợi là chỗ an nhàn, có thể làm cho những người tu hành được phần an lạc. Các vị vương tử bàn luận với nhau như thế rồi lại tiếp tục lên đường. Bọn chó gặp một con cọp vừa mới sinh độ 7 ngày. 7 con cọp con nằm vây xung quanh, đã quá đói khát, thân thể ốm yếu gần muốn tuyệt mạng. Vương tử thứ nhất thấy thế liền nói: Lạ thay, cọp này sinh 7 ngày rồi, có 7 con bao vây xung quanh, không thể đi tìm các món ăn được, để bị đói khát bức bách, chắc là trở lại ăn thịt các con. Dương tử thứ ba hỏi: Cọp ấy thường ăn vật gì? Vương Tử thứ nhất đáp: cậu ấy thường ngày chỉ ăn máu thịt tươi nóng. Vương Tử thứ ba hỏi: chúng ta ai là người có thể cho cọp này ăn? Dương Tử thứ hai nói: cọp này đã khác, thân thể ốm yếu, quá sức ngạt nghèo. Sống chắc không được bao lâu nữa, ta không thể tìm đồ ăn cho nó. Nếu có đi tìm đồ ăn đến đây thì cũng không thể cứu sống kịp được. Ai là người có thể không tiếc thân mạng hy sinh cứu sống nó đi? Vị thứ nhất nói: tất cả những việc khó bỏ không gì hơn thân mạng. Vị thứ hai nói: chúng ta nay tham tiếc thân mạng, nên với thân này không thể buông bỏ, vì kém trí tuệ nên với việc này mà sinh sợ hãi. Nếu bậc đại sĩ vì muốn lợi ích kẻ khác cho nên sinh tâm đại bi, vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng là việc dễ dàng. Khi ấy các vị Vương Tử lo buồn, đứng xem hồi lâu rồi dắt nhau đi. Mấy giờ Vương Tử thứ ba nghĩ rằng nay là đúng lúc ta nên xả thân. Vì sao? Vì từ xưa nay ta đã bỏ biết bao thân mạng như thế này rồi, nhưng hoàn toàn không được lợi ích gì. Và cũng đã từng yêu quý thân này, bảo vệ thân này, lại còn cung cấp nào là nhà, cửa, đồ ăn, đồ nằm, y phục, thuốc men, do ngựa, xe cộ, tùy thời nuôi dưỡng không thiếu thốn. Nhưng lại còn sinh nhiều điều oán hại, không tránh khỏi sự vô thường bại hoại. Là nửa thân này không có chắc thật, không có ích lợi, thật là ích kỷ, không khác kẻ giặc, cũng như nhà xí. Từ nay phải dùng thân này tạo nghiệp vô thượng, làm cầu vĩ đại qua biển sinh tử. Hơn nữa bỏ được thân này là bỏ vô lượng ung thư, tật bệnh, trăm ngàn thứ sợ sợ. Thân này chỉ có đại tiểu tiện, thân này không chắc tật như bọt nước, thân này không thanh tịnh, là chỗ ở của các thứ vi trùng. Thân này khả ố, căn mạch chằng chịt dẫn các đường máu. Da xương tủy não nương giữ lấy nhau, quán sát như thế rất đáng nhàm chán. Vậy nên ta nay cần phải sẽ bỏ thân này để cầu đạo quả tịch diệt niết bàn vô thượng, vĩnh viễn sẽ lìa lo buồn bệnh hoạn, vô thường biến đổi, dứt sự sinh tử, không còn trần lụy, vô lượng tiền định, trí tuệ, công đức đầy đủ, thành tựu pháp thân vi diệu, trăm phước trang nghiêm. Chư Phật khen ngợi chứng được pháp thân vô lượng như vậy, ban cho các chúng sinh vô lượng pháp lạc. Khi ấy Vương Tự dụng mạnh chịu đựng phát đại tài nguyện, dùng tâm đại bi khuân tu nói trên, nhưng sợ hai anh sinh lòng lo sợ cản ngăn, hoặc gây trở ngại nên bảo các anh hãy cùng giới tùy tùng đi lại chỗ nghỉ. Khi ấy Vương Tử Ma Thác Đoạ đi đến chỗ cọp, cọp bỏ quần áo để trên cành trúc và tham nguyện rằng: ta nay vì sợ lỡ chúng sinh và để chứng được đạo quả vô thượng, vì lòng đại bi bao la bất động, sợ bỏ những việc rất khó xả bỏ, vì cầu trí giác mà chưa chư Bồ Tát từng hay tán thán, muốn độ chúng sinh trong các ba cõi, thoát khỏi mọi sự sinh tử sợ sệt, khổ não nóng bức. Khi Vương Tử thề như thế rồi, liền tự phóng mình vào trước chỗ cọp đói. Khi ấy do vì sức đại bi của Vương Tử, cọp không làm gì được. Dương Tự lại nghĩ: cọp nay ốm yếu, thân không đủ sức, không thể làm sao ăn được thân ta. Vương Tử liền đứng dậy đi tìm dao, tìm khắp không có, nên lấy miếng tre đâm cổ chảy máu. Ở trên đồi cao gia mình trước cọp, lúc ấy đại địa chấn động số cách, mặt trời tối tăm không còn sức sáng. Dưới bị Atula Vương ngăn che, lại mưa các thứ hoa hương quý lạ, và trong hư không có các thiên nhân thấy việc ấy nên sân tâm vui mừng, khen chưa từng có, đồng tán thán rằng: hay thay, hay thay, đại sĩ ngài nay thật xứng là người tu hành đại bi. Vì thương chúng sinh nên nay bỏ được việc rất khó bỏ, ngài là một người mạnh mẽ nhất đời so với các người hiện đang tu tập. Ngài đã được chư Phật tán thán ở chỗ thường lạc, không còn diệt não, không bao lâu sẽ chứng quả thanh tịnh niết bàn an lạc. Bây giờ cọp thấy thân Vương Tử máu chảy, liền liếm và xé ăn thịt, chỉ còn để lại tóc, xương, răng, móng. Lúc ấy Vương Tử thứ nhất thấy cả đại địa chấn động, nói với Vương Tử thứ hai thế này: chấn động đại địa, và biển động rộng lớn, mặt trời không sáng, như có ngăn che. Ở trên hư không rải các hương hoa, chắc là em ta đã bỏ thân mạng. Vương Tử thứ hai là nói kệ: cọp kia khi sinh con đã trải 7 ngày, bể con vây quanh không có thức ăn, khí lực suy tổn chẳng sống bao lâu. Em ta đại bi biết cọp đói khát, em không chịu nổi sợ lại ăn con, nên đã xả thân để cứu mạng cọp. Khi ấy hai vị vương tử hết sức buồn rầu, sờ sờ khóc lóc thở than, dung nhan tiều tụy, lại dắt tay nhau đến dẫn đến chỗ cọp. Thấy áo quần em treo trên cành trúc, hài cốt, tóc móc rơi rớt ngổn ngang, máu chảy lan tràn cả một khoảnh đất. Thấy xong ngất xỉu không thể gượng được, nhào ôm đống xương hồi lâu mới tỉnh, liền đứng dậy ôm đầu kêu trời, khóc la than thở. Em ta còn nhỏ, tài năng hơn người, đặc biệt lại được cha mẹ yêu mến, bỗng nhiên bỏ thân để cho cọp đói. Ta nay về cung, nếu cha mẹ hỏi, sẽ đáp làm sao? Thà ta ở đây sống chết với nhau, chứ không nỡ nào thấy hài cốt này mà bỏ trở về gặp lại cha mẹ và con quý tuộc bạn bè quen biết. Hai vị vương tử buồn tan áo não hồi lâu như vậy rồi dần bỏ đi. Bây giờ những người tùy tùng với vị vương tử thứ hai đi lạc tứ tản và tự thầm bảo: bây giờ ta đang ở phương nào? Bây giờ vương phi ở chốn hoàng cung đang ngủ, bỗng nhiên chim báo thấy hai vú mình bị cắt, răng rụng bị động hết. Thấy ba con chim bồ câu con, một con bị diều bắt xé thịt. Lâu ấy bỗng nhiên đại địa chấn động, Dương Phi giật mình, vừa thức giác dậy, tâm thần hoảng hốt, lo sầu khôn xiết, nói lời kể rằng: ngày nay cớ chi đại địa biển lớn, tất cả chấn động, mọi vật không yên. Mặt trời không sáng như bị ngăn che, lòng ta buồn khổ, mi mắt nháy hoài. Như ta hôm nay mong thấy điềm tướng, chứ có tai biến, khổ não chẳng lành. Diêm Phi vừa nói dứt lời thì có người mặc áo xanh ở ngoài đi vào. Việc nghe tên vương tử bỏ mạng, hoảng hốt sợ sệt, liền chạy vào cung theo với vương phi. Vừa rồi có kẻ ở ngoài nghe các thị tùng đi tìm vương tử không biết ở đâu. Diêm Phi nghe xong hết sức buồn bã, hai mắt lệ tràn động cả bờ mi, rồi liền vội vàng đến chỗ đại dương, thưa đại dương rằng: thiếp vừa được nghe có người báo tin mất đứa con út đáng yêu của thiếp đồ đại vương ơi. Diêm Phi nghe xong liền bị ngất xỉu, lo buồn khổ não, vừa khóc vừa than: tại sao nay lại bị bắt người con mà tâm ta thường yêu mến quý trọng? Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kể rằng: ta thuở xa xưa trong vô lượng kiếp, bỏ thân quý trọng cầu đạo Bồ Đề, hoặc làm quốc vương và làm vương tử, bởi vì khó bỏ để cầu đạo giác. Ta nhớ đời trước có đại quốc vương, vị ấy tên là Ma-ha-la-đà. Có vị vương tử hay làm bố thí, tên vương tử ấy Ma-ha-tát Đỏa. Lại có hai anh, người lớn tên là Đại Ba-la-na, anh thứ Đại Thiên. Ba người cùng đi đến một khu rừng, thấy cọp vừa sinh đói không có ăn. Một vị đại sĩ sinh tâm đại bi: ta nay phải bỏ thân quý trọng này, không thì cọp đây vì đói quá ngặt có thể trở lại ăn lấy thịt con. Liền lên đồi cao gieo mình trước cọp, vì khiến cọp con được toàn tánh mạng. Khi ấy đại địa và các núi lớn thể đều chấn động, trùng thú kinh hoàng, cọp béo sư tử sợ chạy tán loạn, thế gian đều tối không có ánh sáng. Lúc đấy hai anh ở lại rừng trúc, buồn đầu than khóc, ôm lòng sầu khổ, lần đi tìm kiếm đến gần chỗ cọp. Thấy mẹ con cọp miệng đều dính máu, lại thấy hài cốt, lông, tóc lông, răng móng, máu dính loang lỗ cùng khắp khoảng đất. Khi hai vương tử thấy việc ấy rồi, tâm thần bấn loạn, nhào lăn xuống đất, thân hình bê bết, đầy cả bát cát bụi, quên mất chánh niệm, tâm như cuồng si. Những người theo hầu nhìn thấy như vậy cũng sinh bi thảm, kêu khóc thất thanh. Họ lấy nước lạnh phun rưới lẫn nhau, sau đó tỉnh lại mới đứng dậy được. Đương ngay lúc ấy vương tử xả thân, chính lúc hậu cung, vương phi thế nữ 500 quyến thuộc cùng nhau vui vẻ. Khi ấy vương phi hai bố chạy sữa, tất cả thân thể nhất như kim châm, tâm sinh sầu não như mất con yêu. Lúc ấy vương phi liền đến chỗ vua, buồn rầu rối lệ, bày tỏ vô hay: này đại vương ơi, nghe đây nghe đây, nay lửa ưu sầu như đốt thân thiếp, hai bố thiếp nay chạy sữa cùng lúc, toàn thân thể đau đớn như bị kim châm. Thiếp thấy có điềm chẳng lành như thế, e chẳng gặp được đứa con yêu quý, nay đem thân mạng dâng lên đại vương, xin mau sai người tìm kiếm con thiếp. Mộng ba chim câu mà thiếp ẩm bồng, con lớn hơn hết. Đọc lại, con nhỏ hơn hết, tiếp đất yêu mến. Lại có chim ưng bay đến cướp đi, thấy việc ấy rồi liền sinh lo buồn, tiếp nay sầu khổ, e không toàn mạng, xin mau xa người đi tìm con tiếp. Khi ấy Vương Phi nói như thế rồi lại bị ngất xỉu, ngã lăn xuống đất. Vừa nghe nói thế, lòng rất lo buồn, vì không được thấy người con mến yêu. Đại thần của vua và các quyến thuộc đều đến đông đủ. Ở hai bên vua buồn khóc kêu than, tiếng vang trời đất. Lúc ấy dân chúng có ở trong thành nghe tiếng khóc than, kinh ngạc chạy đến, cùng hỏi nhau rằng nay vương tử đó còn sống được không, hay là đã chết. Như vị đại sĩ ăn nói nhu hòa, được người kính yêu, khó có thể gặp. Đã có nhiều người vào rừng tìm kiếm, chốc lát có tin nhất định đã chết. Lúc ấy mọi người lo sợ như thế, rồi lại gào khóc chấn động thần đất. Khi ấy đại vương liền đứng dậy đi, lấy nước rưới phi. Chốc lát tỉnh lại, hoàng được chánh niệm. Họ nhỏ vua rằng, con tiếp bây giờ còn sống hay chết, bây giờ Vương Phi phải nghĩ đến con, càng thêm áo não, tâm không rời bỏ. Đứa con đáng yêu, hình sắc đoan chánh, tại sao một sớm bỏ ta chết đi? Sao thân ta đây chẳng chết cho xong, mà thấy các việc khổ não như vậy? Con hiền đẹp đẽ giống như hoa sen, ai hoại thân con khiến phải phân ly. Phải chăng oán thù với ta ngày trước, nghiệp duyên phải trả, mà giết con ư? Mặt mày con tôi như trăng tròn sáng, không hay một sớm gặp phải họa này. Thà khiến thân tôi ta như cát bụi, chớ làm con tôi phải mất thân mạng. Tôi thấy chim bao quả là báo ứng, vô tình tôi nay chịu lấy họa này. Như tôi chim bao thấy răng rụng hết, hai vú đồng thời sữa từ chảy ra, chắc chắn là tôi bị mất con cưng. Thấy ba chim câu diều bắt đi một, trong ba đứa con bị mất đi một. Bây giờ đại vương liền bảo Vương Phi, đại trẫm sẽ sai đại thần sứ giả đi khắp mọi nơi tìm kiếm các con. Thương người chớ có ưu sầu lo lắng. Đại vương an ủi Vương Phi như thế, lập tức xe giá ra khỏi vương cung. Tâm sinh sầu não, hết sức buồn khổ, tới giữa đám đông, nhan mạo tiều tụy liền ra khỏi thành tìm kiếm con yêu. Lúc ấy cũng có mọi người đông đảo buồn than phang động, đi theo sau vua. Khi ấy đại vương đã ra khỏi thành, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm các con, tâm thần phiền loạn, chẳng biết ở đâu. Sau cùng xa thấy người đem tin đến, đầu tóc bụi bặm, áo quần đầy máu, phân tro đầy mình, giờ đến khóc than. Lúc ấy đại vương Maha La Đà thấy sứ giả đó, càng sinh áo não, úp đầu kéo gào, gõ mặt khóc than. Người xa đi tìm, nay đã trở lại, đi đến chỗ vua, tỏ giới vua rằng: xin vua chớ buồn, các con vẫn còn, chốc lát về đến. Vua được thấy mặt, trống khoảng chốc lát, có vị thần đến thấy vua sầu khổ, dáng mạo tiều tụy, y phục trên thân bụi bặm nhơ nhớp. Thưa đại vương hay, đã chết một vị, tiếc còn hai vị khốn khổ tiều tụy, vương tử thứ ba thấy cọp mới sinh. Bị đói 7 ngày, y ăn thịt con, thấy cọp như vậy, sinh tâm đại bi, phát đại thệ nguyện, sẽ độ chúng sinh, ở đời vị lai chứng thành quả Phật. Liền lên đồi cao, gia mình rửa cọp, cọp đói lâu ngày, liền xé thịt ăn. Tất cả máu thịt, ăn hết chẳng còn, chỉ còn hài cốt, rơi rớt ngổn ngang. Khi ấy đại vương nghe bị thần nói, bỗng liền ngất xỉu, ngã xuống hôn mê. Lửa giữa ưu sầu thiêu đốt toàn thân, quyến thuộc cận kề cũng lại như thế. Dùng nước rưới vua, hồi lâu mới tỉnh, đứng dậy ôm đầu kêu trời khóc than. Lại có vị thần đến tâu vua rằng: ở trong trường ấy thấy hai vương tử ưu sầu khổ sở, khóc lóc buồn than, mê man mất trí, nhào lăn xuống đất. Thần liền tìm nước rưới khắp thân mình, hồi lâu dần dần mới tỉnh trở lại. Nhìn khắp bốn phương lửa sầu thiêu đốt, diệu độ đứng dậy, lại liền ngã quỵ, ôm đầu than vãn, kêu trời mà khóc. Vừa lại tán thán công đức người an. Khi ấy đại vương vì mất con yêu, tâm thần bấn loạn, khí lực tổn hao, khóc than áo não. Và lại suy nghĩ đứa con nhỏ nhất ta rất thương yêu, quỷ lớn vô thường, liền lén bắt ăn. Hai đứa con kia tuy nay vẫn còn, mà bị lửa phiền dày vò đốt cháy. Có thể vì vậy đến nỗi bỏ mạng, ta phải mau đến đi vào rừng kia. đón các con về cung điện của ta, kẻo để mẹ chúng quá sức ưu phiền. Như sẽ tim gan em phải bỏ mạng, nếu thấy hai con được phần an ủi, giữ gìn thân tâm, mong được toàn mạng. Khi ấy đại vương thánh xe pha tốt cùng các tùy tùng đi đến rừng kia, giờ đi nửa đường, trông thấy hai con kêu trời trách đất, kêu tên người em. Nhà vua liền đến ôm lấy hai con, khóc lóc kêu than, lần hồi về cung. Túc bảo hai con mau hầu thăm mẹ, Phật bảo tọa thần người nay nên biết. Ma tắc đọa vương tử xả thân, cứu cọp lúc ấy nên là thân ta. Đại vương lúc ấy Ma Ha La Đà, nay là phụ vương. Còn Thấu Đầu Đàn vương phi lúc ấy, nay là Ma Gia. Vương tử thứ nhất nay là Di Lặc, vương tử thứ hai nay là Điều Đạt. Bấy giờ cọp mẹ là Kiều Đàm Di, 7 con cọp con, 5 vị tỳ kheo là Xá Lợi Phất và 1 kiền liên. Bây giờ đại vương Mahalada với các vương phi buồn khóc thảm thiết, ai nấy đều cởi chỗ anh ngọc anh lạc đến thân đưa cho mọi người. Đi vào rừng trúc thâu lấy xá lợi và xây ngay chỗ đó ngôi tháp bằng bảy báu. Vương tử Ma Tắc Đọa bấy giờ khi sắp xả thân có thệ nguyện rằng: nguyện xá lợi tôi ở đời vị lai trải qua nhiều kiếp, thường vì chúng sinh mà làm Phật sự, thọ thân nữ thiên. Ấy là nhân duyên xa xưa mà ta phải lễ tháp. Lúc bấy giờ, vì thần lực của Phật lên tháp bảy báu ấy liền biến mất. Khi Phật nói kinh này, vô lượng, vô số, chư thiên và loài người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 8 tán Phật. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng Bồ Tát từ thế giới này đi đến cõi nước của Đức Kim Bảo Cái Sơn Như Lai. Khi đến nơi rồi, toàn thân rạp xuống đất làm lễ Đức Phật và lui đứng một bên, chắp tay hướng về phía Phật, tất cả đồng thanh nói lời tán thán. Thân của Như Lai sắc vàng vi diệu, ánh sáng rực rỡ như núi vàng lớn, thân thể dịu dàng như hoa sen vàng, vô lượng tướng tốt, tự trang nghiêm thân. Nét đẹp theo hình thanh tịnh, sáng suốt vô ngần như núi vàng ròng, trong sạch không dơ như vườn trăng sáng. Tiếng nói rộng rang như tiếng phạm thiên, như tiếng sư tử, như tiếng sấm vang. 6 thứ thanh tịnh: âm thanh vi diệu, ca lăng tần già, tiếng chiên khổng tước, thanh tịnh vô cấu, oai đức đầy đủ. Trăm phước tướng hảo, trang nghiêm thân Phật, ánh sáng chiếu xa, không có giới hạn. Trí tuệ vắng lặng, không còn ái nhiễm. Thế Tôn thành tựu vô lượng công đức, ví như biển lớn, núi báu tu di. Vì các chúng sinh sinh thân thương xót, ở đời vị lai ban cho an lạc. Lời Như Lai nói, nghĩa sâu đệ nhất, khiến cho chúng sinh vắng lặng an ổn. Ban cho chúng sinh vô lượng vô số giảng diễn diệu pháp, cam lồ vô thượng rộng mở pháp môn, cam lồ vô thượng dạo khắp tất cả. Nhà cửa an vui khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, qua khỏi vô lượng biển của bát cõi. An trú chánh đạo không còn lo khổ. Như Lai Thế Tôn công đức trí tuệ, lực đại từ bi, tinh tấn phương tiện vô lượng như vậy không thể tính kể, chúng con ngày nay không thể nói hết. Chư thiên loài người ở vô lượng kiếp hết sức nghĩ lượng, không thể biết được. Như Lai đã có công đức trí tuệ biển lớn vô lượng, con nay khen ngợi. Công đức Như Lai như một giọt nhỏ, trăm ngàn ức phần không thể nói một. Nếu như con được góp phần công đức hồi hướng chúng sinh chứng vô thượng đạo. Bây giờ Bồ Tát Tinh Tướng ở trong pháp hội này liền rời tòa đứng dậy, trịch vai áo phải, quỳ gối sát đất, chắp tay hướng Phật mà tán thán rằng: Thế Tôn trăm phước tướng hạo nhiệm màu, công đức cao sâu, trang nghiêm thân thể, thân tịnh chiếu xa, nhìn hoài không chán, như mặt trời sáng chiếu khắp hư không, ánh sáng rực rỡ vô lượng vô biên, cũng như vô số trân bảo chất chồng, ánh sáng năm sắc xanh hồng đỏ trắng, như khối lưu ly pha lê vàng ròng, sáng rực hư không thâu đến các núi, có thể chiếu xa vô lượng cõi Phật, hai diệt vô lượng khổ não chúng sinh. Lại hay ban cho niềm vui tuyệt diệu, các căn thanh tịnh nhiệm màu bậc nhất. Chúng sinh ưa thấy không có nhàm chán, tóc xanh mướt mềm như lông khổng tước, như các ông chúa đầu trên hoa sen. Thanh tịnh đại bi, công đức trang nghiêm, vô lượng chánh định và đức đại từ, công đức như vậy đều đã đầy đủ, tướng tốt đẹp đẽ, trang nghiêm thân thể. Tất cả công đức giúp thành chánh giác, Như Lai có thể điều phục chúng sinh, khiến tâm mềm mỏng hưởng thọ vui sướng tất cả công đức thông diệu đang im cũng được mười phương chư Phật tán thán. Hào quang chiếu sáng khắp cả muôn nơi, nhờ ánh mặt trời chiếu khắp hư không, công đức thành tựu như núi Tu Di thể hiện khắp cùng khắp cả thế giới. Răng trắng kính bằng giống như ngọc tuyết, đức như mặt trời chiếu sáng trên không. Chiếu hào tướng giữa mày xoáy vòng bên phải, ánh sáng chói ngời như ngọc lưu ly, thân tướng vi diệu sáng như mặt trời. Lưu ấy thần cây đạo tràng Bồ Đề lại tán thán. Nam mô thanh tịnh vô lượng chánh giác, pháp màu sâu xa tùy thuận biết hết, sẽ lìa tất cả phi đạo phi pháp, tự vượt ra khỏi thành Phật chánh giác. Biết hữu phi hữu, bản tánh thanh tịnh, hy hữu công đức Như Lai, hy hữu biển lớn Như Lai, hy hữu như núi Tu Di, hy hữu hạnh Phật vô biên, hy hữu Đức Phật ra đời. Như hoa ưu đàm một lần xuất hiện. Hy hữu Như Lai, vô lượng đại bi Thích Ca Mâu Ni, mặt trời giữa người. Vì muốn lợi ích lợi cho các chúng sinh nên thuyết tôn kinh nhiệm màu như vậy. Hay thay Như Lai, các căn vắng lặng mà lại đi vào thành lớn tiện tịch. Do cấu thanh tịnh tam muội sâu xa, vào chỗ chư Phật đã từng tu hành, tất cả thanh văn thân đều vắng lặng. Đáng lượng túc tôn, hành xứ cũng không, tất cả các pháp vô lượng như thế. Suy thấu tánh tướng cũng đều vắng lặng, tất cả chúng sinh tánh tướng cũng không. Vì tâm cuồng ngu không thể biết rõ, con thường niệm Phật, ưa thấy Thế Tôn. Lại thường tạ nguyện không xa Đức Phật, thường ở dưới đất quỳ tặng chắp tay, hết lòng luyến mộ muốn thấy Đức Phật. Con thường tu hành tối thượng đại bi, buồn khóc rơi lệ muốn được thấy Phật. Con thường khát ngưỡng muốn được thấy Phật, vì lẽ ấy nên lửa lo thiêu đốt, quay xin Thế Tôn ban cho từ bi, nếu pháp trong mát đã diệt lửa phiền. Thế Tôn từ mẫn bi tâm vô biên, xin khiến cho con thường được thấy Phật. Thế Tôn thường hộ tất cả trời người, thế nên con nay các nỗi muốn thấy thân của thanh văn giống như hư không, nắng huyễn phan hóa như trăng trong nước, tánh của chúng sinh như trong giấc mộng, Như Lai hành xứ tịnh như lưu ly. Vào nơi pháp xứ cam lộ vô thượng, hai ba chúng sinh vô lượng an lạc, hành xứ Như Lai nhiệm màu sâu xa, tất cả chúng sinh không thể biết được. Thân tiếng ngũ thông và các thanh văn, tất cả duyên giác cũng không thể biết. Con đây không nghi việc làm của Phật, xin nguyện Như Lai vì con hiện thân. Khi ấy Thế Tôn từ tam muội khởi, dùng tiếng nhiệm màu mà tán thán rằng: lành thay, thân cái thiện nữ, ngươi hôm nay đây thích nói như vậy. Tất cả chúng sinh nếu nghe pháp này đều nhập pháp môn cam lộ vô sinh. Phẩm 19 chúc lụy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chánh định khởi hiện đại thần lực, được cánh tay phải sơ đồ các vị Đại Bồ Tát và các vị Tiên Vương cùng các Long Vương, 28 bộ quỷ thần tán chỉ cái đại tướng quân mà bảo lời rằng: ta ở vô lượng trăm ngàn và ức hằng hà sa kiếp tu tập theo kinh điển nhiệm màu Kim Quang Minh này. Các vị cần phải thọ trì độc tụng ở cõi Diêm Phù, truyền bá rộng đại pháp màu nhiệm này cho đại đoàn tuyệt. Nếu có những vị thiện nam hoặc thiện nữ nào ở đời vị lai thọ trì độc tụng kinh điển này thì chư thiên các vị cần phải ủng hộ, nên biết người đó vô lượng đời sau thường được hạnh phúc trong cõi trời người, thì sẽ được gặp được mười phương chư Phật, mong được chứng thành chánh đẳng chánh giác. Khi ấy các vị Đại Bồ Tát và chư thiên Long Vương đại tướng tán chỉ 28 bộ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến phía trước Đức Phật, đảnh lễ sát đất, đồng thanh thưa rằng: như Thế Không dạy chúng con xin phụng hành đầy đủ. Thưa ba lần như thế, như lời Thế Tôn dạy chúng con đều xin phụng hành đầy đủ. Bây giờ các vị đại tướng tán chỉ đồng bạch: như lời Thế Tôn dạy, nếu đời vị lai có người nào thường thọ trì kinh này, hoặc tự viết chép, hoặc bảo người chép, chúng con cùng với 28 bộ các vị quỷ thần thường phải theo hầu ẩn hình ủng hộ người tiếp pháp này, khiến họ tiêu trừ các điều tai ác, được sự an lạc, không còn lo ngại. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đại thần lực, mười phương vô lượng thế giới ta đều chấn động số khách. Lúc ấy chư Phật đều rất vui vẻ vì sự phó chúc kinh này, đồng thời khen người tu trì đúng theo pháp môn, cho nên hiện ra vô lượng thần lực. Bấy giờ vô lượng vô biên vô số chúng Bồ Tát như Bồ Tát Tướng Kim Cang Kim Quang, Kim Tạng, Thường Bi, Pháp Thượng, Tứ Đại Thiên Vương, 10.000 Thiên Tử, cùng với thần cái đạo tràng Bồ Đề, địa thần Kiên La và tất cả thế gian thiên nhân Tu La, nghe lời Phật dạy đều phát đạo tâm, vô thượng Bồ Đề vui mừng phấn khởi, đảnh lễ lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này đang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ăn nặng dưới quốc khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, là bậc bảo thân này đồng sanh Di Đà Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi Thuyết Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.